con gái sau chia tay thường tuyệt tình. Đáng nghĩ sao người ta nói con gái tuyệt tình, ví dụ như anh dù bao nhiêu lâu bao nhiêu người vẫn nhớ người đã từng thương mình, nhưng con gái chia tay rồi là quên sạch à? Em thử mỗi em thấy hóa ra là ai cũng thế à? Ôi em chia tay xong em quên sạch luôn. Em không biết là nó do đặc điểm giới tính hay là do cái gì nữa. Em không biết nhưng mà em quên sạch, em chả nhớ cái gì luôn. Ví dụ nhá, mình lấy ví dụ như là các bạn gặp lại người yêu cũ, các bạn sẽ cảm thấy có một chút gì đấy rung động hoặc là một chút gì đấy xôn xao đúng không? Kiểu kể cả mình không có tình cảm thì ít nhất mình cũng cảm thấy nó có cái gì đấy dạo dực trong người hay là có cái gì đấy bồn chồn trong người đúng không? Không. Mình gặp mình thản nhiên như không luôn, mình kiểu như là cái máu lạnh vãi thế, mình không có một cảm xúc gì luôn ấy. Mình tưởng có mỗi mình thế. Có thể là cũng thế à? Để ăn rồi. Hoặc có thể là do con gái kiểu chắc là do giới tính thế đấy. Kiểu con gái chắc là sẽ nhanh quên hơn. Thì mình là người mà sẽ không nhớ nhiều. Tại vì mình cũng có nhiều, khá là nhiều cơ hội để gặp lại người yêu cũ mà. Nhưng mà mình không nhớ cái gì hết. Chắc là con gái chia tay thường sau một thời gian thất vọng á. Cũng không đúng lắm. Tại vì kể cả thất vọng đi chăng nữa, nhưng mà tình cảm thì nó vẫn có thể còn mà. Hay là mẹ não nó cấu tạo thế nhỉ? Không biết nữa. Nhưng mà mình cảm thấy là mình đúng kiểu người tàn ác nên sống thảnh thơi đấy. Tại vì mình không nhớ nhiều nên là mình sống rất là thảnh thơi. Còn nếu mà mình nhớ rất nhiều thì mình sẽ bị dày vò. Mình sẽ bị dày vò bởi trong những cái quá khứ đấy. Mình thì lại nhớ rất là nhiều những cái chuyện là hồi nhỏ, hay là những cái chuyện mà khiến cho mình buồn ngày xưa hồi nhỏ các thứ, nhưng không phải là chuyện tình cảm, chuyện trong cuộc sống thôi. Thì những cái đấy đúng là nó cũng dày vò mình thật. Nhưng mà chuyện tình cảm thì không. Còn nỗi nhớ của con trai thì âm ỉ bất giác nghe một bài nhạc đi qua một con phố là, người đó thời điểm đó từng yêu mình á. Mình chả nhớ cái mẹ gì hết, mình thấy bình thường. Mình gặp lại người yêu cũ vẫn thấy bình thường. Kiểu bữa mình ốm ấy, sau cái có một người yêu cũ của mình nhắn tin cho mình, gọi nói chuyện các thứ. Nhưng mà cứ lên quanh nói nhiều ấy, xong mình bảo là nói xong chưa. Mình bảo là không có gì ơi thôi nhá. Xong cái mình không có nhu cầu nói chuyện thêm luôn ấy, thảnh thơi trong tâm hồn. Thế thì mình đâu có gì trong đầu đâu mà nặng đầu đâu. Đâu có nặng đầu cái gì đâu, đâu có cái để cái gì trong đầu đâu mà nhớ. Kể cả là những người mà mình đã yêu lâu rồi hay là mới chia tay hay gì, chả nhớ cái mẹ gì cả. Tại vì nếu mà bây giờ mà cho mình lựa chọn nha, là quay lại với người yêu cũ và yêu một người mới, thì mình sẽ yêu người mới. Tất nhiên là người mới phải là một người mà mình cảm thấy là ok rồi. Nhớ hay không là do mình có chuyện để làm thôi. Nếu em đang có nhiều việc để làm, để suy nghĩ thì không nhớ gì. Còn rảnh thì không làm gì thì lâu lâu lại gợi nhớ. Chị vẫn hay rảnh mà. À ý là mình vẫn hay, thỉnh thoảng vẫn hay rảnh và nghĩ tiêu cực. Nhưng mà mình không nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm. Nói không với người yêu cũ, mọi sự chia tay đều có lý do. Và khi nào định quay lại người cũ hãy nghĩ về lý do đấy. Cũng không hẳn là chỉ vì lý do đâu. Tại vì chia tay xong thì mình cũng hết mẹ tình cảm rồi. Nên là bảo quay lại thì nó cũng như là hai người dưng nước lã vậy á. Mà lại còn cái vấn đề cũ vẫn còn, trong khi chẳng có tình cảm gì thì quay lại là khi mà khi con gái thì trong lúc yêu cảm giác người ta yêu mình nhiều lắm, nhưng khi hết yêu là quay 180 độ sạch 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 luôn. Không sai tí nào luôn. Đúng là sạch 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 luôn đấy. Trời ơi, mình còn bị mất trí luôn ấy. Mình kiểu như là không nhớ được cái gì luôn ấy. Không nhớ. Sạch sạch luôn. Hoặc là cũng tùy người. Thật ra thì mình vẫn gặp một số người mà nhớ được nhiều thứ lắm. Ví dụ như Hằng Đàm. Hằng Đàm là một người mà rất là khó quên. Còn mình là cái đứa dễ quên. Rất muốn quên người yêu cũ, nhưng mà ngày nào cũng phải gặp họ, chơi chung nhóm với họ. Chả sao cả các bạn nhé. Mình nè, vẫn có nhóm chơi chung với người yêu cũ, và vẫn có nhóm làm việc chung với người yêu cũ. Không có vấn đề gì hết. Không có vấn đề gì cả. Định bảo là không biết các bạn có nhớ được, trước mình có kể mọi người một lần là mình đi ăn với cả hội streamer xong rồi gặp người yêu cũ, hoặc là mình có một người yêu cũ là làm cái nghề giống giống của mình. Tức là vẫn sẽ có vài lần chạm mặt gì gì đấy thôi, nhưng mà mình chả có vấn đề gì hết. Quan trọng là ở mình mà lúc nào mình cũng sợ là mình sẽ né. Mình không sợ thì mình sợ cái mẹ gì, chả sợ gì cả. Thì có người ta ngại khi gặp mình thôi, chứ mình ngại gì. Người yêu cũ thôi mà, có phải kẻ thù đâu mà né. Thì mình phải cảm thấy có vấn đề gì thì mình mới né chứ. Còn nếu mình không cảm thấy có vấn đề gì thì chả có gì phải né cả. Mình thấy mình rất là nice. Nếu mà chia tay xong thì chắc là chỉ có người ta nhớ mình thôi, chứ mình không nhớ người ta đâu. Bạn mình tin rồi. Cung hoàng đạo hợp nhau thì mới yêu nhau được. Những đứa cung xử nữ rất đẹp, còn tao thì không á. Điên à, làm gì có cung nào đẹp hay không. Những cái cung đấy nó khác nhau về tính cách, chứ cung nào chẳng có người đẹp người không. Thế bây giờ cứ một cung nào đẹp thì tất cả những người cung đấy hoa hậu à. Những đứa xử nữ cháp đó ông ơi á. Mình không xử nữ bạn ơi, mình market nhá. Nếu mà các bạn cảm thấy là trong mình với cả trong tính cách của mình, trong cách nói chuyện của mình khác với cả cái cung của mình quá, thì cái đấy dễ hiểu thôi. Mình lên livestream thì mình mất phép vậy thôi. Chứ bên ngoài mình là một
market chính hiệu đấy, mình rất là điềm đạm, mình rất là nghiêm túc, mình cũng rất là khó tính ý. Nên là những cái các bạn đang xem ở trên này nó chỉ là lừa mình làm việc thôi. Đéo tin. Thiên Bình có hợp với xử nữ market không ạ? Mình thì không tin vào cái việc là cung này có hợp với cung kia không thì mới yêu được. Mình thì nghĩ là mỗi cung hoàng đạo nó sẽ có một cái tính cách, nhưng mà ngoài tính cách ra thì còn có là người ta có yêu mình không này kia thì mới ở cạnh nhau được ấy. Chứ còn mình không kiểu như là quen ai xong rồi phải biết được là người ta cung gì có hợp không thì mới yêu, là mình không nghĩ thì cái đấy. Mình chỉ là khi mà mình muốn biết về một người nào đấy á thì mình sẽ quan tâm đến những cái thông tin về người ta, thì cung hoàng đạo cũng là một cái thông tin mà mình có thể tham khảo được để biết một chút về tính cách của người ta, chứ nó không là cái quyết định là mình, nó không là cái kiểu ảnh hưởng đến quyết định là mình có yêu người ta hay không hay là có bên cạnh người ta hay không, thì cái đấy nó không ảnh hưởng đến cái mức độ đấy đâu. Chỉ là mình biết được là người ta là một người kiểu như là có phải là một người biết thể hiện tình cảm hay không, một người giàu cảm xúc hay không, một người có kỷ luật hay không, một người có khó tính hay không, kiểu vậy thôi, chứ không quyết định được là mình có ở bên cạnh người ta hay không đâu. Mình quen mình vẫn quen thôi ạ. Còn ngày xưa mình có quen một chap boy cung Thiên Bình, xử nữ thì mình có một đứa bạn thân cung xử nữ. Ê, mình cũng chả nói được nhiều thứ đâu. Sau đấy mình cũng chả quan tâm đến cung hoàng đạo nữa, nên là mình quen ai gặp ai mình cũng chả xem. Có gần đây thì mình xem lại một số thông tin về cung market, tự dưng mình cảm thấy nó đúng quá. Cái xong bắt đầu để ý đến cung hoàng đạo, thế xong tự dưng là mình xem cả cung hoàng đạo cho những người mà mình đang quan tâm nữa. Kiểu vậy. Ví dụ như là hồi cấp 3 ấy, mình có yêu một bạn yêu rất nhiều và lâu so với cả những cái mối tình khác của mình á, thì mình biết mỗi cung sư tử và cung của mình là cung market, cung mình là cung market, mình biết mỗi market và sư tử. Nhưng mình cũng chả đọc nhiều về sư tử nên mình cũng không biết. Hồi lần mình yêu một bạn cung sư tử, mình có hai người yêu cũ cung sư tử đấy, nhưng mà mình cũng không xem hết nên là mình cũng không rõ. Ý là ngày có những cái giai đoạn mình yêu đương mình chả xem cung hoàng đạo, mình không biết chị thấy cung bọ cạp như thế nào á. Chị thấy bình thường mà, cung nào cũng là người thôi mà, chứ chị không xem, chị chưa bao giờ đọc về cung hoàng đạo, cung bọ cạp nên chị không biết. Market là con gì á? Market là con gì á chị? Market là con gì à? Market Market là con gì? Market là con dê, đầu dê đuôi cái ạ. Trên live chị cũng giống market mà. Tức là cái suy nghĩ cảm giác như là hơi cũng có, nhưng mà chị nghĩ là do em xem hết livestream đấy, tức là xem những cái đoạn mà mình nói chuyện hơi nghiêm túc này, mình hơi cũng cảm giác như là một người mà chỉn chu, một người mà kiểu quy củ, một người mà tự dưng mình quên mất cái từ đấy, tức cái gì kiểu như là một người mà rất là có kỷ luật ấy. Đấy, một người rất là có kỷ luật thì sẽ thấy giống market. Nhưng mà bạn nào mà xem cái đoạn đầu livestream mà mình cứ nhố nhố nhăng nhăng ấy thì sẽ không thấy giống market lắm. Em xem em cung Thiên Bình đi, chị có xem bỏ, chị có xem đứa đâu cái gì. Thông tin về cung hoàng đạo lên mạng mà đọc. Bản thân có nhiều vấn đề thì không nên bước vào một mối quan hệ. Chị bước vào cuộc sống em và xóa nó hộ cái á. Chị thấy hơi quá khả năng của chị ấy. Cuộc sống của chị bây giờ đang rất bất ổn. Cuộc sống của mình hiện tại đang không được ổn định ok lắm. Và khi mà người ta đã có một cái cuộc sống nó không được ok thì rất khó để bước vào một mối quan hệ. Thật ra thì mình đợt trước cách đây cũng không lâu lắm, mình có tìm hiểu một người và mình thấy người ta rất là ok. Tất cả mọi thứ người ta đều ok, kiểu mình không thể chê được người ta cái gì luôn ý. Nhưng mà bởi vì giai đoạn này cuộc sống của mình nó có quá nhiều thứ bất ổn, kiểu sức khỏe, công việc, tài chính. Nói chung là tất cả bản thân mình ấy, mình cảm thấy nó không ổn ấy. Thì khi mình không ổn lúc nào mình cũng cảm giác là mình có vấn đề và mình cảm thấy là mình bị tiêu cực hết. Thì nếu mà mình ở bên cạnh ai thì mình kiểu mình sẽ lây cái tiêu cực đấy cho người khác ấy. Xong mình cảm thấy mình không thể bước vào cái mối quan hệ đấy được ấy. Mặc dù cái người đấy là cái người mà nếu mà mình ổn thì mình nghĩ là quá là tuyệt vời đối với mình đi. Mình không phải chê người ta được một cái gì luôn ấy. Người ta quá tốt với mình, người ta tất cả mọi thứ người ta đều ổn hết, đều ok hết. Nhưng mà một cái mối quan hệ nó chỉ có thể tích cực và tốt đẹp khi mà cả hai người đều ổn, hai người kiểu như là bản thân hai người đều rất là ok và ảnh hưởng tích cực lẫn nhau ấy thì mới được. Chứ còn bản thân mình có quá nhiều vấn đề thì mình phải khiến cho cuộc sống của mình ổn trước đã. Và mình cũng không biết bao giờ ổn nữa, tại cuộc sống của mình chả bao giờ ổn cả. Nó cứ hết vấn đề này thì vấn đề kia, buồn cười lắm. Thế là mình thấy không ok lắm. Nói chung là mình không ổn thì mình không yêu ai được. Tại vì ngày xưa mình có từng yêu đương xong rồi mình không ổn và mình nghĩ là người ta không ổn và cái mối quan hệ đấy không ổn. Nhưng mà sau khi chia tay xong mình mới biết mình mới là cái đứa không ổn đấy mọi người. Tại vì tâm lý của mình không ổn nha. Xong mình bước vào mối quan hệ đấy, mình lại cứ đổ lỗi cho người ta và mình nghĩ là người ta không có thật lòng với mình. Xong mình cảm giác là mối quan hệ này nó có vấn đề nhiều quá, lúc nào mình cũng cảm giác xì chép với cả cảm giác kiểu bị tiêu cực ấy. Thế là mình đã đi xem tarot và mình chia tay đấy. Nên là
Nên là mình không thể nào mà mình yêu đương được khi mà bản thân mình còn quá nhiều vấn đề. Mình không thể ảnh hưởng tích cực đến người khác được. Còn nếu mà mình yêu đương thì mình sẽ chỉ là một cái vấn đề khiến cho người khác phải chịu đựng mình thôi. Nên là mình quyết định là mình phải sắp xếp lại cuộc sống của mình, bản thân mình, sức khỏe của mình, tất cả mọi thứ nó ổn. Rồi lúc đấy không biết còn ai bên cạnh không, nhưng mà nếu mà mình may mắn gặp được một ai mà mình cảm thấy phù hợp thì mình yêu, không thì thôi, bản thân mình ok đấy, đúng không? Chứ bây giờ như một cái mối bồng bong mà tự dưng mình bước vào mối quan hệ, mình cảm giác nó không được ổn lắm. Sao khổ thế, sao lại tiêu cực mà xung quanh toàn điều tích cực á? Ừ đúng rồi đấy, cái lúc mà mình tích cực, cái lúc mà mình ok thì người ta chả đến, đến cái lúc mà mình xì đao rồi cái người ta đến thì sao biết sao rồi. Xong khi yêu được vài tháng lại rồi lại nghĩ đến tương lai, rồi sau này có anh có lo được cho em không các thứ á, mình cũng không hỏi câu đấy, hơi vô tri. Mình cũng đi làm vẫn kiếm tiền được mà. Mình không cần hỏi, mình nhìn vào người ta là mình biết được là người ta có phải là một người đáng để dựa dẫm không mà. Và nếu mà thực sự người ta giỏi và người ta biết cố gắng, người ta lại còn tư duy ok, mọi thứ nói chung là nhận thức của người ta ok, tất cả mọi thứ người ta ok, mà người ta thấy mình kém cỏi quá người ta cũng đẹp đâu mà các bạn. Nó phải nồi nào vung đấy chứ. Mình không cần phải hỏi người ta câu đấy. Hỏi câu đấy là kiểu nó thể hiện cái sự hơi bất lực ấy. Mình vẫn cứ cố gắng bản thân mình thôi. Và mình nhìn được cái sự cố gắng của người ta, hai người đều cố gắng thì phù hợp với nhau. Chứ còn nếu mà mình cố gắng mà người ta không cố gắng thì dần dần cũng sẽ tách rời nhau ra thôi à, cũng không thể nào mà đi tiếp được với nhau đâu. Nên là cái đấy mình có thể cảm nhận được, không cần phải hỏi thật đẹp tới như thế đâu. Mình nhìn vào mình yêu đương là mình phải hiểu được người ta, mình phải biết được người ta phải là người mà đáng để dựa dẫm hay không chứ. Và người ta, nếu mà người ta là một người có thể dựa dẫm nha, người ta còn nhìn mình xem mình có đáng để dựa vào người ta không nữa cơ. Ví dụ người ta vẫn cố gắng và người ta vẫn giỏi, vẫn giàu, trong khi mình thì kiểu chả làm được cái mẹ gì, mình suốt ngày chỉ có biết ăn bám rồi này kia, người ta có yêu mình có yêu có phải đúng không? Nên là nồi nào vung đấy thôi. Nên là tất cả cái đấy, nên là mẹ mấy cái câu chuyện mình đăng lên, mình nói một phía thôi, các bạn lại cứ cãi. Coi tarot xong chia tay thì chịu rồi á. Thật ra thì không phải do tarot đâu, do tức là tarot nó chỉ là một cái lý do mình hay nói ra để trêu mọi người, cho đùa cho nó vui thôi. Thật ra lúc đấy mình không xem tarot thì mình vẫn chia tay. Bây giờ mình vẫn xem tarot, thỉnh thoảng mình vẫn xem mà mình không bị ảnh hưởng bởi tarot lắm đâu. Mình xem xong mình cứ để đấy, xong mình quên ý, mà mình chả nhớ luôn ý. Thì mình xem cho vui vậy thôi, với cả mình hay kể ra để trêu mọi người ấy. Kiểu mình đi xem tarot về chia tay nghe nó buồn cười thì hay nói vậy. Chứ còn lúc đấy là bản thân mình đã bất ổn rồi, và cái mối quan hệ đấy bất ổn rồi, mình cảm thấy người ta không thật lòng với mình lắm, nên là mình quyết định chia tay thôi. Ơi đẹp.